Tim cô nhảy ra ngoài luôn. Bây giờ cô thực sự là cô rất là vui mà phấn khởi là em là được cổ huy chương vàng, là cô mừng lắm, cô vui mừng lắm. Hồi nhỏ hồi lớp 3 là việc bị bỏng nặng lắm, là việc đó là gia đình chỉ cho em tập võ để cho khỏe hơn thôi, mà bây giờ nhờ taekwondo mà việc bây giờ trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Em nói là lớp 3 là bị bỏng rất nặng, tưởng là không qua khỏi được công việc, mà may đâu thì em nói lại vượt qua được cái nạn đấy, thì em nói về đấy thì là đi học hơn cái môn taekwondo này. Bây giờ em học từ năm lớp 3 đến giờ. Nhưng mà đã bỏ được thay đổi cuộc sống của cô Việt với gia đình mấy cô. Trời, cô là từ cô giờ cô không biết nói cái gì được nữa. Cô phấn khởi lắm rồi cháu ơi. Cô không biết là gia đình của mình bữa nay đã chắc cũng là mất ăn mất ngủ cũng là trần trọc mấy ngày để bữa nay thi xong thì mới mấy nhẹ đúng không? Đúng rồi, cô mất 3 đêm liền cô không ngủ được, mà cô không ngủ được một lúc, cô lại chập chờn, cô nghĩ đến cô lại dậy luôn, cô không ngủ được nữa, mà cô suốt từ sáng sớm đến giờ là cô còn không ăn uống nổi cái gì nữa, cô rất là mong từng giây từng phút một để đến giờ thi của em là cô đến là cổ vũ cho em. Hôm nay là em thấy là có cả gia đình, có các bà của cô về cũng tới cổ vũ cho em. Nội của em với tất cả hàng xóm anh em chú bác là đi hết. Là gia đình là cô con mình đi 4 người ô tô cơ. Cô phấn khởi lắm rồi, giờ thực sự cô không biết nói gì nữa. Thôi em cũng chúc mừng gia đình cô về có được huy chương vàng. Sắp sắp tới đây nhà mình ăn mừng thế nào cô? Cô phấn khởi để cô xem là cái tài chính của cô xem là cần được như thế nào đã, cô mới ăn mừng được to. Bây giờ đi ăn mừng kiểu gì? Ăn mừng có mổ trâu gì không? Nhà mình thì nhà Việt thì vất vả, nhà nông làm nông vất vả, cho nên là kinh tế gia đình không là vất vả cho nhà, chưa thể nào muốn mở rộng cho con, khởi nhưng mà cũng chưa thể đâu. Cô cần muốn hỏi là hôm nay nhà mình đi từ mấy giờ sáng, đi từ đâu đến đây để cổ vũ cho em? Nhà cô rất gần đây. Cô đi Đông Anh nhưng mà đây ở xã Đại Mạch này. Đến đây thì là đi từ 12 rưỡi trưa. Thế là đến đây thì là vừa mới đến nơi thì gặp là đoàn của em đến đây cô. Cô đã vì sao là cô lại cho em quyết định theo đuổi cái bộ môn thể thao này? Thì em vào về cũng hỏi cô trước khi là em bị bỏng đấy, đi viện về thì em có hỏi cô là mẹ ơi trường của con mở lớp học võ thì mẹ có cho con đi không? Thì cô có bảo em là con có đam mê về cái môn này không? Nếu mà đam mê môn này thì mẹ cho con đi, là đi cho con đi. Trong cái cuộc sống cũng như là vượt qua được những khó khăn, như cô nói là gia đình cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, thì cái phải thấy cái đô đó là cho em thay đổi được cái điều đó. Nói chung là cái môn này của em cái thứ nhất là để cái tạo cái ra cái sức khỏe của em là đầu tiên, xong là cái bây giờ kinh tế thì nói chung là cũng chưa chưa làm cái gì là để cho gia đình, giúp đỡ gia đình, thì cho bản thân em là thôi. Thì đến em là được vào SEA Games 31 này là thật sự là gia đình rất vinh quang và rất chi là mừng. Thì em là năm được cái thành tích này là mang lại niềm tự hào cho gia đình nhiều, tự hào về cho gia đình, cho đất nước Việt Nam mình. Cô nhận phải không, hỏi tiếp mấy câu. Cô ở Đông Anh thì được biết là Việt đã thi đấu cả giải thế giới, cả giải Việt Nam rồi. Thì trong những thời gian là xa Việt ý, mà em đã phải tập luyện thi đấu ở nước ngoài hay là tập luyện ở trong nước ý, thì cô có buồn không và cô đã chia sẻ động viên em như thế nào ạ? Nói chung là khi tập luyện này ít khi còn về nhà, thì cô thường xuyên là tối đến là cô cứ gọi điện cho em, mẹ con chỉ có nói chuyện trên điện thoại.
của chúng em là cứ đi vào Nam học, thì khi sinh em thì em được ra, nhưng khi xong em lại phải vào Nam học thì cũng không được về nhà. Nên cô thật sự là xa con là tất nhiên là nhớ con lắm chứ, nhưng mà chỉ nói chuyện với con là qua điện thoại thôi. Gặp con được thì nó ít, thời gian là gặp con thì ít lắm, gặp mấy. Còn lúc nào về thì chỉ nói điện thoại gọi. Vừa rồi cô cũng gọi hỏi con về được không, mà gọi em là bảo con đi sau một thời gian nữa. Không lại thì cao em sao? Mặc dù là bọn em rất gần ở đây thì cũng phải xa. Giữa em là ở Mỹ Đình thì về nhà cô thì nó chỉ có hơn 1 cây, nhưng em không được về. Đấy, giờ thì nói chung là gặp em ở đây thì cũng không được về nữa. Giờ lại đến 20 em vào Nam luôn, không được ở nhà. Nên là cô thực sự là cái xa con thì người mẹ nào cũng phải chả nhớ ở cháu. Còn cô ơi, hôm nay bà mà đến động viên Việt là bà nội hay bà ngoại ạ? Bà nội. Bà nội ạ. Bà nội năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bà nội năm nay 84 ạ. Và thế cái cháu hỏi hơi riêng cái là bà ngoại đâu ạ? Bà ngoại của em là Việt năm nay 14 năm rồi. Việt. Tin vui này đã báo về cho bà chưa ạ? Chưa, cô chưa có lúc nào để gọi điện về nhà được. Vâng. Vừa mừng quá, vui quá, thành ra là chỉ muốn là xuống ôm con một cái. Nên là bây giờ là cô nhập em vào đây là xong rồi. Sau đây chắc là Việt sẽ phải tiếp tục phải di chuyển tập luyện cũng như là thi đấu trong thời gian tới á. Thì thời gian cứ dồn dập liên tục như thế, cô có bao giờ cô sốt ruột mà nói chuyện với cả ông xã là ôi làm sao mà cho người Việt đó, mong thằng Việt nó về quá, cái dịp nào thì kia nhà có việc không ạ? Có chứ, lên vào nhà có việc gì là cứ gọi điện cho em là con có về được không, hay là thu xếp về được không, nhưng em là đều bảo là con không về được. Thành ra là cái công việc thì thôi đành phải chịu, chấp nhận là cái công việc của em nó là như thế. Cô có thể bật mí một chút là bố của Việt là người như thế nào và đã tạo động lực cho em như thế nào trong cái thành công như hôm nay? Nói chung là bố của Việt là có phải ít nói đúng không? Có phải hay ít nói đúng không? Không, bố rất hay nói, vâng. Hay nói lắm, nhưng mà thường xuyên là động viên em là dù xa nhà hay gì thì con phải cố gắng. Bố của em đây cũng đến đây coi là cũng là đang ở trên sân chơi chưa. Giống cô là cũng đang hồi hộp, cô không biết nói cái gì được nữa. Người bố thì chắc là cũng sẽ ít là chia sẻ. Nói chung là hầu như là lúc nào cô gọi điện cho em thì là chú mới nói chuyện với em thôi. Chứ còn chú nhiều công việc quá cho nên là ít đi nói chuyện được với em. Cảm ơn cô ạ. Cô tên là gì? Cô tên là Ngân. Cô cho con tên đầy đủ đúng không? Cô là Vương Thị Ngân. Vương Thị Ngân ạ. Địa chỉ nhà mình ở đâu? Địa chỉ nhà cô là ở Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội.